Trong một chương trình truyền hình sẽ được phát sóng vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 2, người đứng đầu cơ quan tình báo Đức, ông Hans-Jörg Maasen sẽ đi vào chi tiết về những phát hiện của mình. Ông cho biết mình có cơ sở để tin rằng Triều Tiên đang thu mua các bộ phận dùng để phục vụ chương trình vũ khí tại Bình Nhưỡng một cách ẩn danh. Đơn vị tình báo Đức cũng đã tìm cách can thiệp, nhưng họ lo ngại không có khả năng phát hiện và ngăn chặn tất cả những thương vụ như thế này. Đại sứ quán Triều Tiên vẫn đang giữ im lặng về những cáo buộc nói trên. Trong năm 2017, Triều Tiên đã thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa gây hoang mang cho tình hình an ninh khu vực và cả thế giới. Và nhiều khả năng phát hiện ở Đức sẽ thúc đẩy các nước tiến hành điều tra các đại sứ quán khác của Triều Tiên nhằm ngăn chặn phương thức tiếp tế vũ khí này.